Thưa quý vị và các bạn, Hồng Phúc ngay sau đây xin gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của hồi ký Chúng và Tôi của tác giả Mũ Nâu Đoàn Trọng Hiếu. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Lúc này đụng độ lẻ tẻ liên tục hầu như mỗi ngày. Địch quân đang tìm cách cầm chân chúng tôi ở chiến trường ngoại biên để chúng có thể chuyển quân vào nội địa, chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Ba liên đoàn biệt động quân 3, 5 và 6 chúng tôi đang ở vùng Mỏ Vẹt, sư đoàn Dù ở Lưỡi Câu, còn sư đoàn thủy quân lục chiến ở vùng Bến Phà, Ne Luông. Quả như dự đoán, cuối tháng 3 năm 72, cộng quân đã bắt đầu tạo áp lực lên Bình Long, Kon Tum và Quảng Trị. Ba liên đoàn biệt động quân được lệnh giao vùng lại cho sư đoàn 25 và được phân đến ba mặt trận. Liên đoàn 5 ra Quảng Trị, liên đoàn 6 đi Kon Tum, liên đoàn 3 chúng tôi vào An Lộc, Bình Long. Đúng 12 giờ trưa ngày mùng 6 tháng 4, đại đội tôi được hân hạnh leo lên 12 chiếc trực thăng đầu tiên, nhảy vào An Lộc, rời căn cứ Suối Đá ở Tây Ninh, bay ngang qua Dầu Tiếng, nhìn xa xa thấy đỉnh Bà Rá còn phủ trong lớp sương mù. Vừa đặt chân xuống sân bay An Lộc, cộng quân đã chào đón chúng tôi bằng vài chục quả 107 và 122 ly. Thành phố Bình Long như một thành phố chết, không một bóng người ngoài đường. Các cửa nhà, cửa tiệm đều đóng kín mít. Một chiếc xe của ty thông tin chạy qua lại với chiếc loa phóng thanh đang yêu cầu đồng bào sinh hoạt trở lại bình thường. Vì đã có các chiến sĩ liên đoàn 3 biệt động quân đến để giữ an ninh. Ngày hôm sau, một số cơ sở kinh doanh đã mở cửa lại. Tôi đã ghé vào một quán cà phê để tận hưởng ly cà phê cuối cùng, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn trước khi thành phố này trở thành đống gạch vụn. Chiều hôm đó, đại đội 3 được lệnh trấn giữ đồi gió, đại đội 4 chúng tôi giữ đồi 165. Nằm giữa đồi gió và khu quản lợi do đại đội 1 phòng thủ. Đêm ngày 7 tháng 4, quận Lộc Ninh thất thủ, các trung đoàn 9 sư đoàn 5 và 52 sư đoàn 18 đang bị trận đánh ở ngã ba Bù Đốp. Đêm ngày 8 tháng 4, đại đội 3 bị địch tấn công và chiếm mất một phần đồi gió. Sáng ngày 9 tháng 4, tôi được lệnh tăng cường cho Trung úy tỉnh để lấy lại ngọn đồi bằng mọi giá, vì đây là ngọn đồi chiến lược nằm ở phía đông nam thành phố. Dưới sự yểm trợ của không quân, khoảng giữa trưa, chúng tôi đã đánh bật được chúng ra khỏi các công sự và làm chủ lại toàn bộ ngọn đồi này. Đêm ngày 9 tháng 4, sau hơn 20.000 quả đạn đủ loại pháo vào Bình Long, khoảng 3 giờ sáng, cộng quân tung chiến xa và bộ binh tấn công từ mọi hướng. Phòng tuyến phía Bắc do Trung đoàn 8, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn 31 biệt động quân bị lùng. Phòng tuyến phía Tây bị co lại đến tiểu lộ Ái Ân, nơi có tượng Kitô vua và nhà thờ Bình Long. Phòng tuyến phía Nam do các tiểu đoàn địa phương quân trấn giữ đã bị tràn ngập. Riêng phòng tuyến phía Đông do tiểu đoàn 36 biệt động quân trấn giữ khu Sóc Gòn và tiểu đoàn 52 biệt động quân trấn giữ từ Quản Lợi đến Đồi Gió là còn đứng vững. Nhờ sự can đảm và hy sinh của Đại úy Tâm, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn 36 biệt động quân, khi địch dùng chiến xa và dùng biển người để tấn công vào phòng tuyến, ông đã kiên cường chống trả. Trước khi bị địch tràn ngập, ông đã yêu cầu không quân xối bom ngay lên phòng tuyến. Hành động này đã bẻ gãy mũi tấn công ở phía đông, khiến hơn 10 chiến xa bị bốc cháy và hàng trăm cộng quân bị giết. Nhưng Đại úy Tâm và nhiều anh em đại đội 1 đã vĩnh viễn ở lại với đất Bình Long. Tuy chiến xa địch đã tiến vào thành phố, chiếc chiến xa gần hàm của tướng Hưng bị bắn cháy đã lấy lại tinh thần cho chiến sĩ các đơn vị. Sau nhiều đợt phản công,
các chiến sĩ sư đoàn 5 và tiểu đoàn 31 biệt động quân đã đẩy lui địch qua phía bắc của đại lộ Hoàng Hôn. Ngày 10 tháng 4, trung đoàn 7 sư đoàn 5 và liên đoàn 81 biệt cách dù được trực thăng vận đổ xuống phía chân đồi Gió để vào tăng cường. Ngày 11 tháng 4, lữ đoàn 3 nhảy dù vào tăng cường, bàn giao phòng tuyến lại cho tiểu đoàn 6 dù. Chúng tôi được lệnh kéo vào thành phố. Đại đội 1 của Trung úy Hiếu được lệnh chiếm lại dãy phố bên trái ngã tư, đại lộ Hoàng Hôn và quốc lộ 13. Đại đội tôi tiến chiếm dãy trường tàu Quốc Quang bên tay phải. Sau khi nhổ xong hai cái chốt bên hông, chúng tôi tiến vào trường Quốc Quang. Ngôi trường 4 tầng lầu tràn ngập xác chết nằm ngổn ngang, ước chừng gần 200 xác, đa số là dân chúng. Một vài xác anh em quân nhân cùng chạy vào lánh nạn với vợ con. Để lại một trung đội chốt tại dãy nhà bên cạnh, tôi mang phần còn lại của đại đội về phòng thủ dọc theo dãy cống bên kia đường. Đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 4, lại một đợt pháo khủng khiếp hơn lần trước. Gần 30.000 quả đạn đủ loại được chia đều cho một diện tích không đầy một cây số vuông. Nếu chia đều cho những anh em tử thủ tại đây, mỗi người cũng được 5 quả. Gần 4 giờ sáng, các loạt đạn 100 ly trực xạ từ các chiến xa vừa tiến vào, vừa bắn như chỗ không người. Đoàn chiến xa 8 chiếc T-54 có bộ đội tháp tùng chạy từ phía tây sang phía đông trên đại lộ Hoàng Hôn, đại lộ Trần Hưng Đạo, ngang qua công viên Tao Phùng đã bị pháo binh nằm tại đây trực xạ, tiêu diệt hết 7 chiếc. Chiếc còn lại chạy đến chỗ đại đội tôi thì bị lãnh hai phát M-72 khựng lại. Vài anh em đã leo lên xe, ném vào mấy trái lựu đạn, tiêu diệt nó. Đoàn chiến xa từ phía bắc chạy dọc theo quốc lộ 13, thấy một chiếc đã bị cháy ngay ngã tư. Biết không xong, chúng dừng lại bắn tứ tung rồi chui vào ẩn trong các căn nhà hai bên đường. Thêm một lần tiền pháo hậu xung bằng chiến xa của chúng bị bẻ gãy, nhưng tiểu đoàn bị thiệt hại nặng. Trung úy Tỉnh, đại đội trưởng, đại đội 3 hy sinh. Trung úy Trường, đại đội trưởng, đại đội 2, thiếu úy Đức và nhiều binh sĩ khác bị thương nặng. Phía đại đội 4 chúng tôi thì thiếu úy Nghị bị gãy chân, 3 binh sĩ hy sinh, trong đó có thằng em thân tín của tôi. Đại đội 1 bị nặng hơn, toàn bộ dàn cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan đã hy sinh hoặc bị thương nặng. Tổng số thương vong đã trên 20 chết, gần 20 bị thương. Việc tải thương bây giờ thật khó khăn, họa hoàn mới có một chiếc trực thăng lọt qua được dàn lưới phòng không đáp xuống. May mắn cho thiếu úy Trường và thiếu úy Nghị được tải thương kịp, số anh em còn lại đều được chữa trị tại bệnh viện tiểu khu. Vừa thiếu thuốc men, vừa bị pháo liên tục nên số tử vong càng tăng cao. Tôi cũng bị mất thêm 3 binh sĩ trong trường hợp này. Dường như lực lượng thiết giáp của cộng quân bị thiệt hại nặng, nên từ sau đêm 12 tháng 4, chúng đã rút vào sau những căn nhà, không thấy ngo ngoe nữa. Nhưng hàng đêm, các mũi đặc công vẫn tìm cách đột nhập, tấn công vào phòng tuyến chúng tôi. Những chiếc dù tiếp tế đã được thả xuống, lương khô và đạn dược được chúng tôi tự phân phối lấy hoặc trao đổi lẫn với nhau. Từ đơn vị này với đơn vị khác, đại đội tôi được lệnh thay thế vị trí của đại đội 1 để đại đội 1 rút về Ti Chiêu Hồi. Tôi cho củng cố lại hệ thống phòng thủ, đào giao thông hào trên nền nhà, dùng các thùng gạo sấy thay bao cát. Tôi cho lấy tôn bịt lại những lỗ tường vỡ để tránh sự quan sát của địch. Những đêm trời tối đen, tôi lệnh cho toán quan sát săn chiến xa trên lầu 3. Cứ vài phút lại cho ném ra một trái lựu đạn hoặc dùng súng cối 60 cho bắn không sạc từ phía trước nhà ra phía sau để ngăn ngừa bọn chúng lén đột nhập. Vì đã có 2 lần chúng bò sát vào đến chân tường bị chúng tôi phát giác. Hàng chục quả lựu đạn được tuôn qua lỗ châu mai. Lần đầu 4 tên chết tại chỗ,
lần sau bảy tên báo hại chúng tôi lại phải lôi chúng vào rồi đào lỗ chôn tập thể bên cạnh nhà. Đã mấy lần cùng phối hợp với đại đội 3 liên đoàn 81 biệt cách dù tìm cách bung ra nhưng đều bị đánh bật vào bởi hỏa lực của chiến xa T-54 chỉ cách chúng tôi hơn 100 mét. Đêm 18 tháng 5 lại một đợt pháo cường tập như hai lần trước, và gần 4 giờ sáng đoàn chiến xa lại băng qua những căn nhà đổ nát, hung hăng vừa bắn vừa tiến. Lần này chúng phối hợp với bộ đội ăn ý hơn, nhưng chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Đợi cho chúng tiến tới sát ngang hốc nhà, chúng tôi dùng lựu đạn và vũ khí cá nhân tiêu diệt đám bộ binh. Đồng thời tổ săn chiến xa do trung sĩ Nhất Bá, người hạ sĩ quan 19 tuổi đời, 1 tuổi lính, đã sẵn sàng giáng xuống thật chính xác những trái M-72 từ trên lầu 3, khiến chiếc PT-76 chỉ rú lên một tiếng rồi bốc cháy và phát nổ. Bá gọi xuống báo cáo, nghe ở ngoài rõ hơn trong máy. Tôi rang nó rồi, Minh Hiếu, kỳ này tao sẽ chạy cho mày cái lon thượng sĩ đeo cổ cho nó hách. Nhắc em út cẩn thận, coi chừng còn những chiếc khác từ phía đồi Đồng Long xuống. Phía đại đội 3 liên đoàn 81 biệt cách dù cũng hạ một T-54 ngay trên tuyến phòng thủ. Riêng phòng tuyến đại đội 1 tiểu đoàn 52 của thiếu úy Hiếu bị hai chiếc chiến xa chọc thủng, đám Việt Cộng tràn sang. Tôi cho mang thêm hai cây M-60 lên lầu 2 để ngăn cản nhưng vô hiệu. Đại đội 1 đã phải bỏ phòng tuyến và thế là sau lưng tôi bị bỏ trống. Tôi chưa kịp rút tổ chiến đấu 4 người dưới lỗ cống bên kia đường về thì đã bị tấn công từ sau lưng. Hạ sĩ Nhất Thương và binh Nhất Vân bị thương nặng. Phải mất hơn 1 giờ chúng tôi mới kéo được 4 anh em về. Nhìn Thương và Vân đang bắt chuồn chuồn, kinh nghiệm cho biết khó qua khỏi. Tôi bảo trung sĩ Nhất Thóc đi đào hai cái hố ngang hông nhà, rồi ngồi nhìn tụi nó đi. Gần 1 giờ sau, tờ giấy phấn thuốc không còn phập phồng nữa. Trung sĩ Tắc, y tá báo cho tôi biết tụi nó đã đi. Hai hàng nước mắt chảy xuống, tôi vừa định đứng lên thì Thường Trọc báo tin thiếu úy Hiếu vừa tử trận. Thật là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vừa nhìn hai thằng em ra đi, lại được tin bản thân tử trận. Tôi chạy lên lầu 2, ôm cây M-60 nhà đạn như mưa sang phía bên kia đường. Đủ má, tao bắn chết mẹ chúng mày hết. Mắt tôi như mở đi, câu nói của Tạ Tơ hôm ở Dục Mỹ. Gỡ là dị đoan mà lại ứng nghiệm như vậy sao? Thiếu tá Dậu gọi tôi bảo, Hiếu nó đi rồi, mày liệu mang con cái nó về ở với mày? Chiều hôm đó, Thượng sĩ Đông dắt hơn 20 anh em còn lại của đại đội 1 đến. Ông nói với tôi, Trung úy Hiếu ổng liều quá, bị chúng chiếm mất phòng tuyến. Ổng tức chịu không nổi, nên ổng đã xách cây M-16, rồi lôi thằng Thành xuống mang máy xông thẳng vào bọn chúng và bị chết ngay trên phòng tuyến, không kéo xác về được. Hơn nữa tháng sau, tôi nhổ được cái chốt ở phía sau lưng, rồi nhờ biệt cách dù yểm trợ, tôi cho đại đội càn sang đánh bật chúng ra khỏi ti chiêu hồi, thì xác thiếu úy Hiếu đã nát bét. Tôi cho gói gọn lại vào tấm bôn xô, trôn ở chỗ bộ chỉ huy liên đoàn, sau chỗ này được chỉnh trang lại thành nghĩa trang của liên đoàn 3 biệt động quân. Khoảng ngày 10 tháng 6, các đơn vị đồng loạt phản công. Bên phải tôi là tiểu đoàn 36 biệt động quân, bên trái là đại đội 3 liên đoàn 81 biệt cách dù. Chúng tôi tiến như trẻ tre, các cán binh Việt Cộng ngơ ngác, hoảng hốt không kịp bỏ chạy hoặc đầu hàng. Chẳng cần đếm xác lượm súng nữa, chúng tôi cứ tiến. Đến 5 giờ chiều, đại đội tôi đã làm chủ tại sân bay An Lộc. Tại đây, tôi tìm thấy chuẩn úy Tôn Thất Minh thuộc tiểu đoàn 47 biệt động quân biên phòng và một bé gái 6 tuổi còn hơi thoi thóp thở. Người gầy đét, da xanh như tàu lá chuối. Họ từ Lộc Ninh chạy về đến đây đã hơn 2 tháng.
nằm hứng chịu bao bom đạn, kể cả B-52, ăn toàn cỏ và lá cây, cùng uống rương. Vậy mà họ vẫn sống sót, quả thật là phép lạ. Đầu tháng 7, sau khi đẩy lui bọn cộng quân đến gần cầu Cần Lê, thì được lệnh bàn giao vị trí lại cho Liên đoàn 5 biệt động quân vừa từ Quảng Trị về. Chúng tôi được trực thăng vận về Lai Khê, rồi trực chỉ xuống Phước Tuy, nghỉ một ngày, sau đó hành quân giải tỏa Bình Ba, Bình Giả, như Đại úy Khuê đã viết trong số báo trước, rồi lại ngược về giải tỏa Hưng Lộc, Dầu Dây, xuống trảng bom nhổ chốt khai thông quốc lộ 1, tăng cường cho Liên đoàn 81 vào chiến khu D. Tham dự trận Búng ở Lái Thiêu, tôi gặp lại Đức Hòa ở Búng. Ông vừa thăng cấp thiếu tá ở Quảng Trị. Ông cho tôi biết thiếu úy Nhiều đã tử trận trên đường từ Tha La về Bến Sỏi. Xe nó bị trúng B-40. Tôi cũng cho ông biết thiếu úy Hiếu và thiếu úy Tỉnh đã hy sinh tại Bình Long. Ông chửi thề: mẹ nó, hết người đánh giặc rồi, mấy thằng nâng bi đội đĩa thì điếu chết. Cuối năm 1972, chúng tôi trở lại Bình Long. Tôi có hứa với chị Hiếu, khi nào tình hình yên, tôi sẽ cố đưa chị lên thăm anh ấy một lần. Nhưng chưa kịp thực hiện, thì chưa đầy một năm sau, khi anh hy sinh, chị quá buồn, lâm bệnh rồi mất, để lại hai cháu Hùng và Cường cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Sau gần 8 năm tù, khi về, tôi được trung sĩ Nhất Toàn báo cho biết ông bà đã mang các cháu đi vượt biên thoát. Xin tạ ơn trời và cảm ơn đời đã có những ông bà quên cả đời mình để cưu mang những đứa cháu côi cút bất hạnh. Hy vọng nơi đất khách quê người, dưới sự dạy dỗ của ông bà, các cháu sẽ trở nên người hữu dụng cho đất nước. Để cha mẹ các cháu mỉm cười nơi chín suối, và nếu các cháu đọc được những dòng này, các cháu sẽ hãnh diện vì có người cha đã anh dũng kiên cường vì quốc vong thân. Bạn tôi thương mến đã liệt oanh ngã xuống, khắp đơn vị tiếc thương. Muôn lớp trai đi nhìn sâu theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sông